Vào ngày định mệnh là 23 tháng 5 năm 2016 thì có người quý nhân xuất hiện. Chắc là do em Huy là ăn ở tốt nên có người quý nhân xuất hiện và giới thiệu kết nối em với công ty Liu Mây Việt Nam. Đấy, người quý nhân của em là em Nguyễn Trung Hiếu, và gia đình em rất là biết ơn người quý nhân này đã mang đến cho em một cái cơ hội thay đổi sức khỏe và một cái cơ hội kinh doanh. Mà tại thời điểm ngày đó thì em nói thật thì em chả biết nó có tuyệt vời hay không. Bởi vì mình vừa mới tìm hiểu, vừa mới ký thì nghe thấy vui vui thì làm thôi. Chứ cũng không thể, hôm nay là em nói toàn sự thật nhá. Chứ không phải em nói dối nhá. Lần đầu tiên em tiếp xúc thì em bắt đầu tìm hiểu sản phẩm và bắt đầu thấy nó hay. Tìm hiểu công ty rồi mọi thứ thì thấy ổn ổn và mình thôi thì thử tập làm xem tình hình như thế nào. Đấy, đấy là đây, nhưng mà không ngờ cái ngày này đúng là ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời của em Huy và rất nhiều cuộc đời của những anh chị khác. Thì câu chuyện em kể là cái hành trình đó thì ngày đầu thì em rất là mộng mơ. Đấy, em chỉ có một cái ba lô và một vài lon sản phẩm là em có thể là sẵn sàng đi chia sẻ. Ngày đó thì vui lắm, mình làm nó cũng giống như quý cô bác anh chị hôm nay á. Mình được vinh danh trưởng phòng giám đốc, em nghĩ là đấy là nấc thang cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp. Ngày hôm nay thì Liu Mây Việt Nam phát triển mạnh hơn cái ngày em vừa mới làm rất nhiều. Cho nên những cái nấc thang trưởng phòng giám đốc thì đôi khi nó nhiều quá, cái gì nhiều quá thì đôi khi mình lại quên mất giá trị của nó. Nhưng mà với em Huy nhớ lại thì cái nấc thang thích nhất là nấc thang trưởng phòng. Nấc thang thích thứ hai là nấc thang giám đốc, ngày đấy thì vui lắm. Đây này, lúc này em Huy đang là trưởng phòng giám đốc và đi chia sẻ rất là vui vẻ. Đấy, lên công ty mua hàng, trở thành một người đi buôn thực sự, ngoài giáo viên ra lại trở thành một người đi buôn. Đấy, ngày đấy là em như vậy. Và cái gì mình không biết thì mình phải đi học. Mình đến sự kiện, đến lớp học để mình học. Đấy, sau khi em trải nghiệm lên trưởng phòng giám đốc thì cái nỗ lực học tập của em Huy là bắt đầu được chú trọng. Chứ để lên trưởng phòng giám đốc thì mình cũng không phải học quá nhiều đâu. Nhưng mà mình muốn gây dựng một cái công việc lớn, mình muốn nghiêm túc, mình muốn đi xa, thì em Huy xác định luôn là không học thì làm sao mà làm lớn được. Và trong hành trình 6 năm vừa qua thì em cũng thấy rất nhiều quý cô bác anh chị bảo tại sao kinh doanh này nhiều người làm được mà mình chưa làm được, mình thấy nó khó này có kia. Em nghĩ là nguyên nhân một phần rất là lớn là ở cái việc xác định đầu tiên, cái tâm thế của mình đến với công việc kinh doanh này hình như chưa đúng. Hôm nay em sẽ chia sẻ rất là thật để với quý cô bác anh chị, đặc biệt quý cô bác anh chị là người thành viên mới, là giám đốc trưởng phòng, có thể là bình tĩnh ngồi lại và xác định lại xem cái công việc này mình có thực sự quyết tâm làm nghiêm túc hay không. Bởi vì như em Huy những ngày đầu tiên ấy, là nói thật là khi mà lên trưởng phòng giám đốc là vẫn chưa nghiêm túc đâu. Cứ chia sẻ bán hàng thì tự nhiên người ta mua thì lên trưởng phòng. Xong bắt đầu mình chia sẻ cơ hội kinh doanh thì tự nhiên lại có người làm, thế là mình lên giám đốc. Những ngày đấy thì mình cũng đâu có quyết định gì ghê gớm đâu. Nhưng mà giá như ngày đấy mà quay trở lại thời gian thì em sẽ làm nghiêm túc hơn rất nhiều. Thì chắc chắn kết quả kinh doanh sẽ khả quan hơn rất nhiều. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm đầu tiên mà em muốn gửi lời nhắn đến quý cô bác anh chị mà vừa mới lên trưởng phòng giám đốc. Số 1 là mình hãy nghiêm túc lại với công việc này xem mình đã sẵn sàng đầu tư vào nó chưa? Hay là mình làm cho nó vui vui thôi? Đây là yếu tố rất là quan trọng nhé. Rất là quan trọng trong cái chuyện này. Và ngày đó thì cũng may cho em là em bắt đầu đi học, đi sự kiện. Nhờ các anh em động viên là mình cũng đi, cũng bám chương trình. Và bắt đầu mình cải thiện nhiều. Nhiều cái kiến thức, kỹ năng mình chưa biết thì mình bắt đầu làm. Và em may mắn hơn là em rất là kiên trì. Đấy, và vui vẻ. Và liên tục chia sẻ. Thì dần dần có những nhóm hình thành, những cái nhóm nhỏ rồi những nhóm lớn và đội nhóm lớn bắt đầu hình thành. Nếu mà không có sự kiên trì ấy, mà chỉ đơn giản là gọi là làm vui vui thì em nghĩ là rất nhiều người làm vui vui. Và cùng thời với em cũng rất nhiều người làm quyết liệt. Nhưng mà nó thiếu cái độ kiên trì, thiếu cái tính kiên trì và may mắn. Cho nên là cái kết quả kinh doanh, em khẳng định không phải ai làm kinh doanh cũng sẽ thành công đâu. Nhưng em chỉ thấy những người kiên trì thì đều thành công cả. Đấy là cái thực tế em thấy. Lời nhắn thứ hai với quý cô bác anh chị, thành viên mới lên trưởng phòng giám đốc. Một trong những yếu tố để thành công trong công việc này là phải kiên trì. Trong thời gian đủ lâu thì may mắn và mọi kết quả nó mới dần dần đến. Không thể nào mà ép được. Và sau 6 năm thì hiện nay thì em Huy đang có được hợp tác với hơn 500 điểm kinh doanh ở trên hơn 20 tỉnh thành. Rất nhiều tỉnh thành có những đội nhóm, những quý cô bác anh chị
hợp tác kinh doanh cùng với em Huy. Và cái điều này là điều mà cái ngày đầu không bao giờ mình nghĩ ra được, không dám nghĩ, bởi vì cũng chẳng ai dạy cho mình nghĩ, mình cũng chả thấy cái kết quả đấy, mà mình chưa bao giờ làm được cái điều đó thì làm sao mà mình nghĩ ra được. Và đây là một cái điều kỳ diệu trong ngành kinh doanh này. Mới đầu thì một mình, nhưng mà bằng một cách nào đó thì sau một thời gian mình nhìn lại chặng đường mình đi qua thì mình mới giật mình là không ngờ nó lại thời gian nó trôi nhanh thế, và cũng không ngờ là may mắn lại đến với mình như vậy, là có được nhiều quý cô bác anh chị trong đội nhóm cùng hợp tác cùng làm việc. Và đây là một cái mà em thấy cái giá trị của công việc kinh doanh này đã mang lại cho em rất là nhiều điều. Và cái điều là hành trình kinh doanh 6 năm vừa qua của em Huy ấy, chính là hành trình trả lời câu hỏi tại sao bạn kinh doanh như mày. Và trong buổi tối hôm nay em giao lưu với quý cô bác anh chị cũng chia sẻ cái góc nhìn của em Huy là tại sao em Huy lại kinh doanh như mày. Mà cái câu hỏi tại sao này đáng nhẽ ra trong những ngày đầu tiên em Huy kinh doanh em phải đặt ra cho mình và phải trả lời ngay từ ngày đó. Nhưng mà rất tiếc, phải làm lâu lâu rồi em mới ngộ rằng. Cho nên trong buổi tối hôm nay em biết là hôm nay nhà mình vinh danh rất nhiều quý cô bác chị là thành viên mới. Em cũng muốn gửi gắm một thông điệp là mình hãy tự trả lời câu hỏi tại sao mình lại kinh doanh này một cách thật rõ ràng. Và nếu như mà quý cô bác anh chị nào trả lời câu hỏi tại sao mình lại kinh doanh với New May một cách rõ ràng, lý do của mình đủ lớn, thì em tin rằng cái cơ hội để mình có thể đi xa với New May, cơ hội để có thể là nhận được nhiều giá trị trong công việc này, và nó là cái động lực để mình có thể quyết tâm làm việc, kiên trì lâu dài, nó mới tồn tại. Đây là sự thật. Em đã gặp rất nhiều anh chị không có lý do tại sao kinh doanh New May một cách đủ sức thuyết phục chính họ luôn, và sau một thời gian thì họ sẽ nghỉ việc. Lên trưởng phòng rồi vẫn nghỉ, lên giám đốc rồi vẫn nghỉ, bởi vì khi hỏi lại là không có lý do đủ thuyết phục được chính họ. Đây là điều cực kỳ quan trọng nha. Em rất là hy vọng quý cô bác anh chị có thể hiểu được cái thông điệp này của em Huy muốn chia sẻ. Trong phòng Zoom hôm nay em Huy cũng rất là vui, bởi vì không có một quý cô bác anh chị nào tuyến dưới của em ngồi trong phòng Zoom hôm nay. Và em có một cái lời nguyện là sau này mà gặp lại nhiều nhất có thể quý cô bác anh chị ở đây đạt được những giá trị lớn trong New Way và tồn tại đồng hành lâu dài 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm nữa cùng với nhau. Thì đấy là giá trị lớn nhất mà em Huy mong muốn. Em Huy mong muốn New May Việt Nam tồn tại lâu dài nhất, phát triển tốt nhất, để có nhiều giá trị. Đấy là cái điều mà em muốn chia sẻ. Và bây giờ em sẽ chia sẻ cái góc nhìn là tại sao em Huy lại kinh doanh New May. Mà cái lý do này không phải ngày đầu em nhận ra. Em rất tiếc điều đó. Nhưng hôm nay em nói rất là tâm huyết để quý cô bác anh chị nào đó có thể cảm nhận và mình nghiêm túc lại với cái vấn đề này. Vậy thì điều đầu tiên ấy, thì sau này em mới thấy rằng là trong cái đời sống con người nhà mình, tất cả mọi người đều muốn hạnh phúc và đều muốn thành công. Phần lớn những người em gặp là như vậy. Em chưa gặp ai lại ước mơ có một cuộc đời bất hạnh và không thành công. Ai cũng nói là muốn hạnh phúc và thành công. Vậy thì trước đây thì em cũng không biết cái chuyện này đâu. Nhưng sau này em nhờ mọi người tư vấn cho và cũng đọc sách này sách kia rồi trải nghiệm, em thấy rằng là để mà hạnh phúc thành công thì phải cân bằng 5 yếu tố này. Còn nếu không cân bằng được 5 yếu tố này thì đâu đó hạnh phúc thành công của mình nó chưa trọn vẹn. Đâu đó nó không đạt được cân bằng. Và nó có vấn đề gì đó. Vậy thì cần có sức khỏe, có trí tuệ. Rồi cần có một gia đình. Cần có các cái mối quan hệ bạn bè tốt. Cần có một sự nghiệp đem lại công việc và tiền bạc. Rồi cần có thời gian để mình làm những cái công việc. Để mình cảm thấy là thời gian như thế là mình không bị quá tải. Thì đạt cái sự cân bằng. Vậy thì nếu như mà em Huy làm công việc giáo viên mà nó giải quyết được 5 yếu tố này thì em khẳng định chắc em không kinh doanh như mày. Chắc chắn không kinh doanh. Nếu em làm giáo viên mà 5 yếu tố này của em đều hạnh phúc thì em không có lý do gì để em kinh doanh cái công việc này. Ngành giáo viên em Huy làm việc 10 năm, từ năm 2007 đến 2017 thì em bắt đầu tạm nghỉ, đem lại cho em quá nhiều giá trị. Nhưng có một số vấn đề mà em không giải quyết được trong cuộc sống. Đó là em Huy là người ở nông dân. Em bố mẹ em làm nông nghiệp, bố mẹ vợ cũng thế, đều ở Bắc Giang cả. Lên Hà Nội thì mình chả có gì cả.
lỡ lấy vợ và lỡ sinh con thì phải lo cho cuộc sống gia đình và đầu tắt mặt tối để kiếm tiền. Và lúc đó thì em cũng kiếm được tiền, em mua được nhà trên này. Đấy. Nhưng mà cái góc thời gian của em có vấn đề, quá tải. Cái góc sức khỏe của gia đình em có vấn đề. Và vì thời gian mà vì sức khỏe có vấn đề, trên góc gia đình là vấn đề và góc bạn bè nó cũng có vấn đề. À, sự nghiệp thì bây giờ mình không còn thời gian, mình không còn sức khỏe, mình gia đình bắt đầu có vấn đề, bạn bè có vấn đề thì sự nghiệp của mình bắt đầu có vấn đề. Và em thấy rằng nó không ổn. Chứ nếu mà em ổn tất cả cái này thì em chẳng có nhu cầu thay đổi. Đó là sự thật. Vậy thì nếu trong phòng Zoom hôm nay mà quý cô bác anh chị nào mà đạt được mọi thứ trong cuộc đời này thì em nghĩ là cũng nghiên cứu lại xem mình có nên làm kinh doanh như mây hay không. Bởi vì thực sự kinh doanh như mây thì nói bảo dễ nó cũng không dễ. Nói bảo khó nó cũng không khó. Và đã làm việc thì phải vất vả. Đấy là nguyên tắc chắc chắn rồi. Và nếu mình sướng rồi thì mình tại sao lại lao đầu vào vất vả. Cho nên là đây là một cái mình phải rất là rõ ràng cái chỗ này. Và em nói rất thật chỗ này nhé. Đây là cái đầu tiên. Lý do em làm New Way là bởi vì em lúc em bắt đầu làm và tìm hiểu làm thì em không đạt được những cái điều này. Nó đạt được một vài điều thôi. Chứ không đạt được hết. Vậy thì mình phải tiếp tục làm, tìm kiếm thôi. Thế thì khi làm New Way thì em giải quyết được vấn đề gì? Thứ nhất là giá trị kinh tế khi kinh doanh cùng New Way là có khác biệt. Đấy, giá trị kinh tế là khác biệt luôn. Ở đây thì có niềm vui với em Huy là đây là chị Phan Thu Thủy Diệu Linh. Đấy, 5 sao kim cương. F1 trực tiếp của em Huy và làm việc sau em Huy khoảng độ 3 tháng thôi. Khi em làm việc và em chia sẻ và chị đón nhận đồng hành. Đây là bức ảnh hai chị em chụp đi Bali, đi đảo Bali. Lần đầu tiên em Huy được ra nước ngoài, chụp cùng đồng đội. Và chị Linh là một người mẹ đơn thân và thời điểm bắt đầu là hợp tác với New May là chị đang thuê nhà ở Hà Đông, thuê phòng trọ để ở. Một mình nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Nhưng mà sau khi hợp tác New May thì cuộc sống chị thay đổi rất nhiều. Ngày nay có nhà, có xe, có đất cát, đủ thứ. Ở đây là giá trị kinh tế rất là rõ ràng. Câu chuyện thứ hai là anh Nguyễn Hữu Khang là cán bộ xây dựng nghỉ hưu thành phố Hải Dương và cũng là F1 trực tiếp đầu tiên, những người đầu tiên em Huy ký thẻ. Và cuộc sống của anh cũng thay đổi rất là nhiều. Anh hiện nay anh là danh hiệu 3 sao và thu nhập mỗi tháng bình quân khoảng trên dưới 30-40 triệu. Và với một người về hưu vẫn thu nhập 30-40 triệu trong 6 năm qua thì em nghĩ rằng là quá ổn, chứ không phải nói là ổn. Anh rất là hạnh phúc. Đây là chị Nguyễn Thị Nhung, là những người đầu tiên mà em Huy làm việc. Đây là ngày xưa em đi con xe máy Jupiter này, cái mũ bảo hiểm này. Đấy, em mua mười mấy năm. Em từ Hà Nội cứ phóng xe về Bắc Giang để có thể là chia sẻ cho chị. Ngày đấy bút viết rất là nhiều. Chị em quán trà đá. Chị Nhung có con xe máy đỏ đỏ đằng sau này là cắm ra cắm vào bao nhiêu lần. Chị Nhung từ Lạng Sơn về Bắc Giang lập nghiệp, thuê trọ. Và chị cũng là người thay đổi cuộc sống rất nhiều. Hiện nay chị đang là danh hiệu 5 sao. Ý của em muốn nói là trong công việc này, những anh chị mà nỗ lực thời gian đủ lâu, đủ dài và đủ may mắn thì sẽ xuất hiện kết quả. Và đây là giá trị kinh tế là em nhìn thấy rõ nhất, là những thành viên đi cùng với em. Bây giờ thì rất nhiều người thay đổi đời sống rồi, rất nhiều người có nghe. Vậy trong New May là đem lại được kinh tế. Điều đầu tiên, giải quyết góc đề là sự nghiệp là em thấy là ổn. Cái thứ hai là giá trị để trải nghiệm kết nối cuộc sống, để cân bằng, xây dựng được mối quan hệ bạn bè, anh chị em, cô bác. Chúng em thì thường xuyên tổ chức được sự kết nối. Em nghĩ rằng là khá là tốt, chứ không phải tất cả tốt. Nhưng mà rất nhiều anh chị em cô bác mà khi mà chúng em có dịp gặp nhau cái là vui vẻ ngay, kết nối ngay, đi chơi cùng nhau, cà phê cùng nhau và chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống. Vậy thì cuộc sống của mình có tài chính và lại có cơ hội để gia tăng được mối quan hệ, chia sẻ cho nhau những cái điều tốt đẹp. Thì em nghĩ đây là góc tinh thần cực kỳ quan trọng và trong New May làm được việc này. Cũng như tối hôm nay em Huy đang trò chuyện với 58 quý cô bác anh chị. Không hề liên quan đến quyền lợi lợi ích trực tiếp. Nhưng đây là giá trị rất là hay. Và sẵn sàng có thể kết nối để làm được cái việc này. Và đây là giá trị mà em thấy rất là quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Và cá nhân em thì rất là quan trọng. Và trong New May có việc này. Trong môi trường kinh doanh này có việc này. Và em rất là thích cái việc này. 6 năm qua, đi 20 tỉnh thành, 30 tỉnh thành, nơi nào cũng có người thân. Đó là những đồng nghiệp của New May sẵn sàng mời mình ăn, mời mình uống cà phê, thậm chí mời mình về nhà chơi. Công việc trước đây em không làm được việc này. Đấy là sự thật. Và giá trị kết nối trải nghiệm cuộc sống
Đấy, chúng em đi rất nhiều chuyến với nhau. Đấy. Và trước đây em không làm được việc này. Công việc đấy làm 10 năm giáo viên em không làm được việc này. Mà bây giờ những cái việc này thì nó lại là thường xuyên. Thường xuyên. Đấy, nó lại hay là hay như vậy. Và ở đây thì ví dụ như là mọi người rất là quý em. Và em cũng quý mọi người. Mọi người thường mang cho em rau, cho gạo, cho cam, cho bưởi, cho chè, cho đu thứ. Đấy, cho ao, cho quần, cho giày, cho dép. Nhà mình thấy cái công việc này mà trước đây thì em cũng khó nhận được cái này. Ngày 20 tháng 11 thì nhận được hoa, phong bì. Nhưng mà mấy cái này chả tặng cả. Bây giờ làm lưu mây thì em lại có điều này. Và không biết quý cô bác anh chị cảm thấy thế nào, nhưng mà cá nhân em thì nhận những điều này rất là vui. Ở đây không biết có quý cô bác anh chị nào mà vui khi nhận được những cái quà nhỏ không, nhưng mà em thì rất là thích nhận những quà nhỏ này. Quà lớn thì chắc chưa ai cho đâu, nhưng quà nhỏ thì mọi người chịu khó cho em lắm. Và em rất là hạnh phúc khi nhận được tình cảm chân thành từ rất là nhiều anh chị em cô bác, từ công ty đến nhà chúc mừng, đoàn đội đến gia đình thăm ở quê. Những cái điều này trước đây em cũng không có, không nhận được. Vậy thì làm New Mây có tài chính, có niềm vui, có mối quan hệ và mỗi ngày nó mở rộng phát triển. Thế còn cá nhân em thì thay đổi rất là nhiều. Em đi những chuyến đi của 63 tỉnh thành. Đây là chuyến đi vòng cung Tây Bắc và em tự lái xe đi 10 ngày. Năm nay lại đi cung Đông Bắc. Vừa rồi thì ra Tết thì đi cung Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên. Nếu mà em làm công việc cũ thì em nghĩ chắc cũng không có cái cảnh này đâu. Và những chuyến đi này thay đổi thế giới quan của em Huy cực kỳ nhiều. Lên Điện Biên Phủ, vào hầm Đờ Cát, lên nhà của vua Mèo, lên hẻm Thu Sảng, lên địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, lên đèo Pha Đin. Rất nhiều nơi chúng em đi miền Nam, đi Tây Bắc, đi cột cờ Lũng Cú, đi những cái chuyến đi với anh chị em vào rừng già, rừng nguyên sinh. Đó. Rồi xem hiêu nai buổi đêm. Và em nói thật, nếu trong cuộc sống mà biết được những điều này thì em thấy em cá nhân em rất là quan trọng. Và khi mình đi rồi mình mới thấy là thế giới bên ngoài kia có nhiều điều hay quá. Có nhiều cái để mình trải nghiệm quá. Và khi mà em được đi cùng đoàn đội, đi cùng những người anh em thiện lành trong New Mây như này, thì góc nhìn cuộc sống của em đã mở ra cho mình những cái hướng mới, những cái tư duy mới. Nhưng mà làm gì thì làm, thì cuối cùng em thì quan điểm gia đình vẫn là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì trong một gia đình mà cứ căng thẳng với nhau mà vợ chồng hơi mất đoàn kết một cái, em đã thấy khổ. Cho nên là em phải bảo vệ những cái điều này. Làm gì thì làm, chứ mà không có cái này thì em nghĩ là cũng thua. Không biết quý cô bác anh chị nghĩ gì, chứ mà em nói thật chứ em ăn rau ăn cháo mà vợ chồng mà cười được với nhau thì em còn ngon hơn là ăn thịt uống rượu mà lừ nhau trong mâm cơm. Không biết quý cô bác anh chị nào đồng ý thì giơ tay với em. Cứ ăn gì cũng được, thậm chí đói cũng được, nhưng về nhà nó vui là sướng nhất. Mà em nói thật, đi làm New Mây hay làm cái ông trời hay làm cái gì thì em chả biết, nhưng mà về đến nhà nó không còn là nhà nữa thì phải xem lại. Nhiều anh chị em cô bác hỏi đi làm để gì, lại hy sinh vì gia đình, về nhà cũng đâu còn gia đình đâu mà hy sinh nữa. Thế thì nguy hiểm lắm. Cho nên là một trong những điều mà em nói chuyện với anh chị em cô bác tuyến dưới hoặc những tuyến bạn thì ngồi tâm sự cũng nói, tôi làm gì cũng phải bảo vệ gia đình là số 1. Ai nói là em phải đi OBB buổi đêm hay là em phải hy sinh thời gian vân vân thì em, mỗi người một quan điểm thôi. Còn em thì quan điểm cá nhân của em là tối là ở nhà. Tối nha, cái lượng tối ở nhà. Không có chuyện đi OBB 12 giờ đêm mới về, không có chuyện đó. Trừ phi đi công tác tỉnh thì bắt buộc phải ở lại thì đó, thì cũng phải lên lịch xin phép vợ rất là rõ ràng. Mình bạch điện thoại lúc nào cũng phải chế độ bật, gọi là video. Chứ không chơi kiểu em vừa mới mất điện thoại, lấy điện thoại người khác gọi về không được. Em là rất là rõ ràng chuyện này. Cho nên là làm gì thì làm cũng phải rõ ràng cái chỗ này. Vậy thì trong New Mây em thấy là rất là nhiều điều mình có thể là cân bằng được cuộc sống. Và hiện nay thì em đang cố gắng cân bằng. Và mỗi ngày làm sao cho nó tốt lên. Đấy. Thế thì trong cái hoạt động của New Mây lại có một cái hay nữa là sự nghiệp được thừa kế. Nếu quý cô bác anh chị lên trưởng phòng giám đốc, thậm chí lên sao rồi, đôi khi là công ty phát cho cái quy tắc hoạt động chưa chắc mình đã đọc. Thôi tối hôm nay em khuyên nhà mình nên đọc rất là kỹ từng điều, từng khoản một. Để thôi thì lúc mới nhận hồ sơ thì chưa đọc, nhưng bây giờ lên giám đốc trưởng phòng tối thôi lên sao xấu rồi thì đọc. Và có cái điều thừa kế rất là quan trọng.
mình phải phải đi đâu mình làm, nếu mà sự nghiệp tồn tại 40 năm, 50 năm nữa mà lại được thừa kế hệ thống thì quá tốt. Cái điều này mà công việc cũ trước thì cũng khó làm, gần như không làm được. Thế thì em kinh doanh New May là thêm một cái nữa là cuối cùng em thấy là trong trải nghiệm 6 năm á, thì những ai làm lâu dài và em nghiên cứu quan sát những người làm lớn trong cái sự nghiệp kinh doanh lớn này trên toàn cầu thì họ đều đặt cái sự chính trực tử tế, tình yêu thương và lòng biết ơn làm cái phương hướng để làm việc. Đây là sự thật. Và nếu mà ai đó hoặc đội nhóm nào mà đi ngược với những cái này thì em nghĩ rằng khả năng nhận được nhiều giá trị và thành công lâu bền sẽ khó đấy, rất khó. Em rất là may mắn được gặp chủ tịch hôm vừa rồi, chụp ảnh với ngài chủ tịch, được nói chuyện ăn cơm với sếp Lu. Đấy, rất là biết ơn anh chị em tuyến ngang tuyến bạn rồi đồng đội. Và đây là biết ơn bảo trợ của em. Ngày hai vợ chồng em khóa danh hiệu 5 sao thì bảo trợ em Nguyễn Trung Hiếu Đàm Bắc Giang, thì chúng em hai vợ chồng đi ô tô về. Cảm ơn cái người bảo trợ đã cho mình một cái cơ hội để thay đổi cái công việc và thay đổi được rất nhiều điều trong cuộc sống. Vậy thì em cũng có câu hỏi là trong ngày hôm nay em thấy nhà mình vinh danh, quý cô bác anh chị vinh danh rất là nhiều trưởng phòng giám đốc. Vậy thì khi mình lên trưởng phòng giám đốc, mình mong muốn người bảo trợ của mình tặng quà cho mình hay là mình mong muốn tặng quà cho bảo trợ? Bao nhiêu quý cô bác anh chị mong muốn bảo trợ tặng quà cho mình, giơ tay em làm quen. Nào, khi mình lên danh hiệu mong muốn là bảo trợ tặng quà cho mình, có bác nào muốn muốn bảo trợ tặng quà thì giơ tay ạ. Không ai giơ tay luôn à? Nên là không 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 muốn nhận quà của bảo trợ. Thế bao nhiêu quý cô bác anh chị muốn là mình tặng quà cho bảo trợ, giơ tay ạ? À, có một vài quý cô bác anh chị giơ tay là muốn mang quà đến tặng bảo trợ. Thế còn lại không giơ là thôi, khỏi cần nhận mà cũng không cần cho. Đây, đây là phương án là không cần nhận cũng chẳng cần cho. À, theo kinh nghiệm của em Huy thì khi mình thành công, mình hãy tặng bảo trợ. Khi mình có niềm vui, mình hãy chia sẻ với bảo trợ. À, vừa rồi trong đại hội miền Bắc, em Huy rất là ấn tượng với lời phát biểu của chú Cần đến từ thị trường Hải Phòng. À, chú phát biểu rất nhiều nhưng trong đó có một phần chính chú Cần cảm ơn người đã chia sẻ cho chú Cần cơ hội đến với New May, mặc dù người đấy không còn làm New May nữa. Nói thật cả đại hội em ấn tượng mỗi cái điều đó. Em thấy chú là người từng trải và chú rất sâu sắc. Người giới thiệu cơ hội kinh doanh New May với mình, ký thẻ với mình nhưng sau đó họ không làm, họ nghỉ rất lâu rồi. Nhưng khi chú thành công, chú vẫn nhớ đến cái điều đó. Điều đó là em nghĩ rằng là một cái nét văn hóa và rất là quan trọng. Và có trong cái công việc kinh doanh này có một điều, câu nói rất là hay: hướng lên trên thì nhẹ nhẹ nhàng, hướng xuống dưới thì nó lộn tùng phèo. Hướng lên trên thì nhẹ nhẹ phèo mà hướng xuống dưới thì lộn tùng phèo. Em học được một cái ý này, tức là sao? Đấy là cái chia sẻ của người thành công, rất thành công trên toàn cầu, họ chia sẻ như vậy. Thông thường em đã gặp những vấn đề là trong đội nhóm vân vân, rất là nhiều anh chị nói là trân trọng biết ơn vân vân, nhưng với em thì chân sự trân trọng biết ơn cần thể hiện bằng hành động. À, em cảm ơn tuyến trên, biết ơn tuyến trên, nhưng khi mình có niềm vui hãy chia sẻ với tuyến trên. Thì em nghĩ rằng điều đấy nó sẽ rất là vui, rất là hay. Còn cái chức danh trưởng phòng giám đốc đối với em Huy nhìn nhận đấy, thì với vai trò là cái kinh nghiệm của mình, em cũng chia sẻ luôn, đây là những cái danh hiệu cực kỳ quan trọng với thành viên mới, cực kỳ quan trọng. Em tin rằng ngày mình lên trưởng phòng giám đốc, mình sẽ nhớ nhiều hơn, lâu hơn những ngày mình lên danh hiệu lớn hơn đấy. Không tin sau này quý cô bác anh chị thử lên danh hiệu 5 sao, mình sẽ nhớ lại và mình sẽ thấy cái ngày mình lên trưởng phòng nó vui lắm, lên giám đốc nó xúc động lắm. Ngày em lên em vẫn nhớ, em còn được mời đi uống bia mà, chúc mừng mà, rất là vui. Hồi đấy là mùa hè mà, vui lắm. Nhưng khi mình lên 4 sao, lên đến 5 sao, đôi khi lại quên mất điều cơ bản đấy. Cho nên em cũng muốn nhắn nhủ tới quý cô bác anh chị lên trưởng phòng giám đốc, nếu mình chưa có một cái lễ chúc mừng thì mình hãy nhân cơ hội này có một lễ chúc mừng nho nhỏ đi.
Em nói thật, hãy gọi đội nhóm đến là một mâm cơm hay là gì gì đấy, chẳng hạn như vậy. À, bức ảnh kỷ niệm là rất là đáng quý. Và nếu như mà mình làm việc đó, mình trân trọng với thành quả của mình nhỏ, thì thành quả lớn em nghĩ nó sẽ đến. Và ở đây em cũng có một cái điều nữa muốn nói là mình với vai trò người tuyến bạn, với vai trò của người tuyến trên, mình trân trọng những thành công nhỏ, rất là nhỏ của những người đồng nghiệp, thì mình trân trọng một, mình sẽ được trân trọng 10, trân trọng lại 10. Và có nhiều đội nhóm em thấy rằng vinh danh, rất chú trọng danh hiệu lớn, tặng hoa, tặng đủ thứ trên trời dưới đất, trong khi những anh chị lên trưởng phòng giám đốc rất quan trọng thì lại chỉ là lướt qua. Thì em thì nghĩ là mình nên làm ngược lại thì tốt hơn. Với góc nhìn của em là như vậy. Thì hy vọng rằng là sau buổi hôm nay em đi tâm sự, cái gì đúng thì mình thấy hợp lý thì mình có thể ứng dụng, cái gì mình thấy nó không hợp lý lắm thì mình rút kinh nghiệm làm bài học. Nhưng nếu mà cái gì đúng thì nhà mình nhớ là có thể là nghiên cứu và làm theo. Đấy, đây em chia sẻ buổi tối hôm nay chắc là nhiều thời gian cũng hết rồi. Cho nên là em chỉ chia sẻ lời cuối cùng là có một câu rất là hay là khi chúng ta ở bên nhau thì không gì là không thể. Vậy thì xin chúc cho quý cô bác anh chị sẽ ở lại lâu dài, bền bỉ, cùng xây dựng những giá trị với New May, để xây dựng cộng đồng New May, những nhà phân phối, anh chị em cô bác thiện lành, chính trực tử tế, sẵn sàng cho đi. Đó là lời cuối cùng em Huy xin chúc cả nhà mình bình an, hạnh phúc. Cảm ơn quý bác anh chị đã lắng nghe em Huy chia sẻ từ đấy đến giờ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.